thức gì luôn các bạn. Tôi là Hoàng Xuân Thi, chuyên gia pha chế cuốn. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến tất cả các anh chị và các bạn bộ ba công thức pha chế trà sử dụng nước sốt bưởi. Để thực hiện các công thức pha chế này, các bạn cần phải trải qua 3 bước. Thứ nhất, các bạn cần phải nấu nước sốt bưởi. Thứ hai, các bạn ủ trà. Và bước thứ ba là các bạn thực hiện pha chế. Về phần nấu nước sốt bưởi, các bạn có thể tham khảo video nấu nước sốt bưởi tại nhà mà Thi đã chia sẻ phía trước, hoặc các bạn có thể sử dụng nước sốt bưởi được mua trên thị trường. Tuy nhiên, Thi muốn giới thiệu đến các bạn công thức sử dụng nước sốt bưởi mà mình nấu tại nhà. Nó có cái mùi vị đặc trưng riêng, đó là nước sốt bưởi đường phèn và nước sốt bưởi mật ong. Chúng ta sử dụng pha chế thì sẽ cho ra cái mùi vị rất là ngon ha. Không sử dụng chất bảo quản cũng giống như là các chất hóa học để làm tẩy trắng hoặc là trong khâu pha chế, nên cái nước sốt bưởi của chúng ta rất là chất lượng. Giờ Thi sẽ hướng dẫn các bạn cách ủ trà và cách pha chế. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh của Thi. Hôm nay Thi sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn ba công thức pha chế trà, đó là trà bưởi mật ong, trà bưởi thanh long và trà bưởi chua cay. Các phần nguyên liệu chúng ta sử dụng để pha chế ba công thức trà đó như sau. Ở đây Thi sử dụng 25g trà ô long, thập ba quy, thanh long đỏ, gừng, sả, nước đường, mật ong, chanh và cái quan trọng đó là nước sốt bưởi các bạn. Giờ Thi sẽ hướng dẫn các bạn cách ủ trà ha. Thi sẽ ủ 25g trà ô long. Các bạn nhìn thấy trà không? Nó từng quấn lại thành búp như thế này rất đẹp. Nhìn thì ít vậy thôi ha, nhưng khi chúng ta ủ thì nó sẽ nở lên. Thi sử dụng trà ô long bởi vì nó rất là ngon, thơm và màu sắc đẹp ha. Giờ Thi sẽ ủ 25g trà ô long với 1,5 lít nước sôi các bạn. Và chúng ta sẽ ủ trong vòng 20 phút nha. Để cho trà nó có ra hết. Đó, ra hết trà thì nó ngon hơn. Trà sau khi ủ 20 phút giờ Thi sẽ lọc trà nha các bạn. Các bạn thấy lúc nãy thì mình coi cái trà ô long nó cũng cục lại nhỏ, nhưng mà sau khi ủ thì nó nở ra như thế này. Màu trà cũng rất là đẹp nha, thơm nữa. Thi muốn chia sẻ đến các bạn đó là trà bưởi mật ong ha. Giờ Thi sẽ hướng dẫn các bạn pha chế trà bưởi mật ong nha. Chúng ta sử dụng 20ml mật ong. ml nước cốt chanh. Khi lấy sốt bưởi thì chúng ta lấy luôn cả phần nước và phần xác của bưởi luôn nha các bạn. Rồi, mình khuấy đều lên. Sau đó chúng ta sẽ cho nó vào. Nước cốt trà.
Thi sẽ cho vào đây hạt mật ong các bạn. Hạt này mình là nắng mà các bạn nhìn thấy cái màu nó rất là đẹp luôn, nó giống như màu cánh gián nhạt nhạt thôi. Khi uống thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị thơm của bưởi, của mật ong rất là ngon. Mình trang trí vào đây một lớp chân nhanh ha các bạn ha. Thì đã pha xong cái trà bưởi mật ong. Giờ Thi hướng dẫn các bạn pha chế trà bưởi thanh long. Trà bưởi thanh long thì mình sử dụng 30ml đường, 25g á các bạn. Và dùng cái dầm như thế này, chúng ta dầm nhuyễn ra. Mình sẽ cho vào đây là 20ml sốt bưởi. Giờ Thi sẽ hướng dẫn các bạn pha chế trà bưởi chua cay ha. Chúng ta sử dụng gừng và sả như thế này. Sả thì đập chập, các bạn dùng 2 khúc. Gừng là tầm 6g các bạn, sắc sợi ha. Sau đó mình sẽ lấy dầm, dầm ra thế này. Mục đích của việc dầm là nó giúp cho chúng ta đẩy được cái tinh chất bưởi, tinh chất sả và gừng ra, thì giúp cái thức uống của chúng ta nó thơm hơn các bạn. Không cần phải dầm quá mạnh đâu ha, chúng ta chỉ nghiền nghiền nhẹ như thế này thôi. Đó. Giờ Thi sẽ cho vào đây 30ml nước đường. ml nước cốt chanh. Và 20ml sốt bưởi. Bạn sẽ khuấy đều đây. Cốt trà.
sử dụng thạch ba quy nha các bạn, có thể dùng thạch ba quy để trang trí lên trên. Thì đã hướng dẫn cho các bạn cách ra pha chế ba loại nước uống từ sử dụng nước sốt bưởi. Khi uống các loại thức uống này, các bạn sẽ cảm nhận được sự thanh mát, thơm và ngọt vừa phải. Nước uống trà bưởi mật ong kết hợp với thạch mật ong các bạn, uống thì nghe mùi đậm mùi mật ong và có cả mùi bưởi. Trà bưởi Thanh Long thì các bạn thấy nó rất là tươi mát ha, uống là thanh lọc cơ thể luôn. Còn cái trà bưởi này là trà bưởi chua cay các bạn, nó kết hợp giữa gừng, sả, có cả bưởi, và các bạn uống thì nó rất là thơm, hơi chua chua và nồng vì cay của gừng và sả ha. Kết hợp với thạch ba quy sẽ cho chúng ta có cái mùi vị đặc trưng, và ăn khi uống vào hút cái thạch vào thì nó sẽ nghe sực sực rất là ngon luôn. Hôm nay Thi đã chia sẻ cho tất cả các bạn về cách pha chế của ba công thức trà. Các bạn có ý kiến đóng góp hoặc là những thắc mắc nào, hãy comment ngay xuống video, Thi sẽ inbox để trả lời các bạn. Nếu các bạn cảm thấy chia sẻ của Thi hay, hữu ích và có ý nghĩa, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nha các bạn, để theo dõi được nhiều video mới và nhiều công thức hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.